Tiếp theo sau đây sẽ là phần tin quốc tế mở đầu với Julie. Hàng ngàn người phải di tản vì lũ quét ở đông nam nước Úc. Hàng ngàn người ở khu vực đông nam của Úc hôm nay được lệnh di tản, kể cả một số người ở khu ngoại ô phía tây Melbourne. Sau khi hai ngày mưa lớn gây ra lũ quét và nước chảy xiết làm sông dở bờ, nhiều khu vực ở Victoria, miền nam New South Wales và khu vực miền bắc tiểu bang Tasmania có lượng mưa cao hơn bình quân một tháng từ tối thứ tư. Ông Tim Woolworth thuộc cơ quan tình trạng khẩn cấp Victoria cho hay, hệ thống sông suối đã đạt mức lũ lụt lớn tại nhiều thời điểm khác nhau trong ngày hôm nay, kéo dài đến cuối tuần và sang tuần tới. Nhiều dòng sông ở Victoria như sông Maryburnon ở phía tây Melbourne và sông Goulburn ở phía bắc đạt mức lũ lụt lớn, khiến người dân phải di tản ngay trong đêm. Sông Goulburn ở Seymour đạt đỉnh lũ cao hơn kỷ lục 7.64m hồi tháng 5 năm 1974. Ở Shepparton, nước lũ dự đoán vượt qua đỉnh lũ 1974 trước thứ ba và đe dọa hơn 4.000 căn nhà. Trong cuộc họp báo, thủ hiến Daniel Andrews nói rằng thiệt hại tài sản, cầu đường, hạ tầng công cộng sẽ lập kỷ lục mới. Trong ngày thứ bảy, tiểu bang sẽ đưa ra quyết định về việc mở lại các trung tâm cách ly COVID làm nơi lánh nạn cho người dân bị ảnh hưởng vì lũ lụt. Thủ tướng Anthony Albanese công bố chính quyền liên bang sẵn sàng cung cấp giúp cho các tiểu bang bị lũ lụt. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân lội trong nước lũ sâu đến đầu gối. Trong khi truyền thông địa phương cho hay khoảng 200 con ngựa giống có nguy cơ bị cuốn trôi ở thị trấn Mangalore. Thường dân tại khu vực Kherson được kêu gọi chạy sang Nga khi lực lượng Ukraine đến gần. Người di tản từ khu vực Kherson ở miền nam Ukraine được dự báo bắt đầu đến Nga hôm nay, sau khi một quan chức do Moscow bổ nhiệm kêu gọi người dân di tản để bảo đảm an toàn. Dấu hiệu cho thấy Moscow suy yếu khả năng kiểm soát khu vực Nga tuyên bố sáp nhập. Ông Vladimir Sando là lãnh đạo chính quyền Kherson nói là toàn bộ cư dân ở khu vực Kherson nếu muốn bảo vệ bản thân khỏi những hậu quả từ các đợt tấn công hỏa tiễn thì nên di tản đến các khu vực khác. Lời kêu gọi này đặc biệt dành cho cư dân trên bờ tây sông Dnipro, và hãng thông tấn TASS nói là những thường dân đầu tiên rời khỏi Kherson sẽ đến khu vực Rostov của Nga trong ngày hôm nay. Kherson là một trong 4 tỉnh của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập trong những tuần gần đây. Từ đầu tháng 10 thì lực lượng Ukraine đã phá vỡ đi hàng phòng thủ của Nga ở đó trong cuộc tiến quân lớn nhất ở miền Nam kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Lực lượng Ukraine sau đó tiến quân nhanh dọc theo bờ Tây nhằm cắt đứt đi tuyến đường tiếp tế và rút lui của binh lính Nga. Hãng thông tấn TASS đã dẫn lời lãnh đạo của Rostov nói là khu vực của ông sẵn sàng đón tiếp bất kỳ ai rời khỏi Kherson. Lực lượng vũ trang Ukraine thì đã giành lại được hơn 600 cộng đồng trong tháng qua, mà trong đó 75 cộng đồng tại khu vực Kherson. Thường dân chạy khỏi Kherson sẽ là một đòn mạnh mà dán vào tuyên bố của Moscow là sáp nhập 15% lãnh thổ Ukraine vào Nga. Nga có điều động binh lính tinh nhuệ bảo vệ phía tây Kherson, nhưng lực lượng này chỉ có thể được tiếp tế qua sông Dnipro, dòng sông rộng nhiều km và có ít cầu bắc vào sông. Tổng thống Lukashenko đặt Belarus trong tình trạng báo động khủng bố cao. Tổng thống Alexander Lukashenko hôm nay cho biết ông đặt Belarus trong tình trạng báo động khủng bố cao vì căng thẳng trên biên giới đất nước. Ông Lukashenko nhắc lại công bố hôm thứ Hai khi ông ra lệnh điều động binh lính Belarus với lực lượng Nga gần biên giới miền nam của Belarus với Ukraine. Tổng thống Lukashenko nói rằng do căng thẳng leo thang, Belarus được đặt trong tình trạng báo động khủng bố cao. Quân đội Belarus sẽ được các đơn vị từ Liên bang Nga giúp đỡ. Mọi việc sẽ diễn ra theo kế hoạch, là đồng minh của Moscow và nằm giữa Nga, Ukraine và ba nước NATO. Belarus cho phép Nga sử dụng lãnh thổ làm một trong những bệ phóng cho cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2. Việc điều động binh lính mới nhất của Belarus khiến Kiev và Tây Phương lo ngại ông Lukashenko có thể sắp cho quân đội hỗ trợ cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Theo các nhà phân tích chính trị, đây là quyết định miễn cưỡng và ông Lukashenko không thể từ chối nếu Tổng thống Nga Putin yêu cầu. Belarus phụ thuộc vào Nga về mặt chính trị và kinh tế, và sự hỗ trợ của Putin giúp ông Lukashenko vượt qua làn sóng biểu tình ủng hộ dân chủ năm 2020. Ông Lukashenko chặn đứng các cuộc biểu tình và toàn bộ những nhân vật đối lập hàng đầu bị tống giam hoặc phải chạy ra ngoại quốc. Thổ Nhĩ Kỳ công bố án tù cho tội lan truyền tin giả.
Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm có chấp thuận một luật nghiêm ngặt, trong đó các nhà báo và người sử dụng mạng xã hội có thể lãnh án 3 năm tù vì lan truyền tin giả. Quy định mới cũng có đi sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ đối với truyền thông 8 tháng trước cuộc tổng tuyển cử mà Tổng thống Tayyip Erdogan thụt lại phía sau trong các cuộc khảo sát. Hội đồng Âu Châu cho biết là định nghĩa mơ hồ về tung tin giả và án tù kèm theo sẽ dẫn đến những sự tự kiểm duyệt gia tăng, ít nhất là trước cuộc bầu cử tháng 6 năm 2023. Luật mới cho biết là đảng AKP của ông Erdogan đề nghị và bị các tổ chức đối lập phản đối dữ dội. Một nhà lập pháp của đảng CHP đã dùng búa đập cái điện thoại di động tại Quốc hội để thể hiện quyền tự do bày tỏ đang bị hủy hoại như thế nào, mà đặc biệt đối với giới trẻ. Trước khi lấy búa ra thì nhà lập pháp Burak Erbey nói là tôi muốn nói với các anh em thiếu niên sẽ quyết định số phận của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023. Anh em chỉ còn lại một tự do duy nhất là chiếc điện thoại trong túi. Instagram, YouTube, Facebook, anh em liên lạc bằng những ứng dụng này, và nếu luật được Quốc hội thông qua, anh em có thể đập vỡ điện thoại như thế này. Đa số báo chí và truyền thông ở Thổ Nhĩ Kỳ nằm dưới sự kiểm soát của quan chức chính quyền và các đồng minh kinh doanh của họ trong cuộc đàn áp theo sau cuộc đảo chánh bất thành năm 2016. Nhưng mạng xã hội và truyền thông trên Internet vẫn còn khá tự do. Tình trạng này nay bắt đầu thay đổi khi Thổ Nhĩ Kỳ là dọa hình phạt nặng nề để buộc các công ty như Facebook, Twitter phải bổ nhiệm người đại diện tại địa phương, người mà có thể nhanh chóng tuân thủ lệnh của tòa, gỡ xuống những bài viết gây tranh cãi. Cơ quan biên giới Liên hiệp Âu Châu che giấu chuyện đẩy lùi di dân khỏi Hy Lạp. Một báo cáo của cơ quan giám sát chống gian lận của Liên hiệp Âu Châu về cơ quan biên giới Frontex kết luận, nhân viên Frontex liên quan đến chuyện che giấu việc đuổi di dân khỏi Hy Lạp về lại Thổ Nhĩ Kỳ, vi phạm quyền căn bản của họ. Báo cáo 120 trang của Olaf được công bố hôm thứ Năm bởi cổng thông tin Fragsenstat kết hợp với Der Spiegel và Lighthouse Reports. Báo cáo cho hay quản lý hàng đầu tại Frontex mắc phải sai phạm nghiêm trọng và những bất thường khác khi che giấu các cuộc đẩy lùi di dân, không điều tra hay giải quyết những sự việc này đúng đắn. Khi làm như vậy, họ cản trở khả năng của Frontex hoàn thành trách nhiệm của cơ quan, cụ thể là bảo vệ và thúc đẩy quyền căn bản. Frontex thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và ngăn chặn biên giới thay mặt cho 27 nước Liên hiệp Âu Châu. Đẩy lùi di dân vi phạm cả luật quốc tế và Liên hiệp Âu Châu. Các nhà điều tra của Olaf thu thập thông tin từ các nguồn mở và báo chí, tìm kiếm tài liệu từ Frontex và Ủy ban Âu Châu, phỏng vấn 20 nhân chứng để điều tra cáo buộc liên quan hoặc che giấu chuyện đẩy lùi di dân, cũng như cáo buộc sai phạm cho những bất thường khác. Báo cáo viết rằng dựa trên bằng chứng thu thập trong cuộc điều tra, Olaf kết luận, những cáo buộc này đã được chứng minh. Frontex và Hy Lạp chưa bình luận gì về báo cáo, nhưng cả hai trước đó phủ nhận sai phạm. Nghị quyết Liên Hiệp Quốc sẽ trừng phạt thủ lĩnh băng đảng hàng đầu Haiti. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang thương thảo một nghị quyết để cấm vận vũ khí, phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với thủ lĩnh băng đảng Haiti là Jimmy Chrysiers, với biệt danh là Barbecue. Nghị quyết cũng nhắm vào các cá nhân và tổ chức khác ở Haiti liên quan đến những hành động đe dọa hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở đất nước nghèo nhất Tây Bán Cầu. Nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo nêu tên ông Chrysiers, là một cựu cảnh sát mà hiện đang dẫn đầu liên minh các băng đảng thường được gọi là băng G9 và đồng minh. Nghị quyết sẽ thành lập một ủy ban để đưa những cá nhân và tổ chức khác tại Haiti vào danh sách đen và trừng phạt. Bản thảo, nghị quyết có bày tỏ lo ngại về mức độ bạo lực băng đảng cực kỳ cao và các hoạt động tội phạm khác như bắt cóc, buôn người, buôn di dân, giết người, bạo lực tình dục như hãm hiếp và nô lệ tình dục, cũng như không trừng phạt thủ phạm, tham nhũng, băng đảng chiêu mộ trẻ em và ảnh hưởng của tình hình tại Haiti đến khu vực. Hội đồng Bảo an chuyển cuộc họp về Haiti sang thứ Hai vì tình hình ngày càng nghiêm trọng tại đất nước này. Cuộc sống hàng ngày ở nơi đây bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát tháng trước, chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Ariel Henry công bố bỏ đi trợ cấp nhiên liệu, khiến cho giá cả tăng gấp đôi. Các băng đảng chặn lối vào kho nhiên liệu Various và dẫn đến sự thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng tại thời điểm nước sạch cũng khan hiếm. Và đất nước này đây đang cố gắng đối phó một đợt bùng phát về bệnh dịch tả. Và trong đoạn video trên Facebook tuần trước thì Chrysiers đã có đề nghị
chính phủ ân xá cho ông và các thành viên băng đảng, hủy bỏ đi bộ trách bắt giữ họ. Bắc Hàn phóng hỏa tiễn và cho chiến đấu cơ đến gần biên giới Nam Hàn. Bắc Hàn hôm nay phóng một hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn ra biển. Cuộc phóng thử mới nhất của Bắc Hàn giữa lúc căng thẳng tăng cao. Nam Hàn cũng xuất kích chiến đấu cơ khi một phi đội khoảng 10 phi cơ quân sự Bắc Hàn bay đến gần biên giới. Và Bắc Hàn bắn khoảng 170 quả đạn pháo ra vùng đệm ngoài khơi duyên hải miền Đông và miền Tây. Hội đồng An ninh Quốc gia Nam Hàn lên án Bắc Hàn leo thang căng thẳng, gọi hành động này là vi phạm thỏa thuận quân sự song phương 2018, trong đó cấm hành động thù địch ở khu vực biên giới. Seoul ra lệnh trừng phạt đơn phương đầu tiên dành cho Bình Nhưỡng trong gần 5 năm qua, đưa vào danh sách đen 15 cá nhân và 16 cơ quan liên quan đến phát triển hỏa tiễn. Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol nói rằng Bắc Hàn khiêu khích một cách bừa bãi, tuyên bố sẽ đáp trả mạnh. Phát ngôn viên của ông Yoon cho hay Nam Hàn tôn trọng các thỏa thuận liên triều và về việc bỏ thỏa thuận năm 2018 tùy thuộc vào hành vi của Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn KCNA cho biết quân đội Bắc Hàn đáp trả quân sự mạnh vụ Nam Hàn pháo kích hôm thứ Năm. Hội đồng An ninh Quốc gia Nam Hàn gọi cuộc pháo kích là đợt diễn tập thường kỳ hợp pháp. Sự việc xảy ra sau khi KCNA loan tin Chủ tịch Kim Jong-un giám sát cuộc phóng hai hỏa tiễn hành trình chiến lược tầm xa hôm thứ Tư để khẳng định sự đáng tin cậy và hoạt động của vũ khí có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân giao cho các đơn vị quân đội. Tổng thống Iran cáo buộc Hoa Kỳ gây bất ổn giữa làn sóng biểu tình. Tổng thống Iran vào hôm thứ Năm có cáo buộc Hoa Kỳ đã thực hiện chính sách gây bất ổn nhắm vào Iran khi người biểu tình tiếp tục kêu gọi giới lãnh đạo là từ chức bất chấp cuộc đàn áp bạo lực lan rộng. Tổng thống Ibrahim Raisi liên tục gọi cuộc bạo động sau cái chết của một cô gái 22 tuổi trong khi bị cảnh sát bắt giữ là một âm mưu của giới Tây Phương, mặc dù không đưa ra bằng chứng nào. Bình luận mới nhất của ông được đưa ra sau khi biểu tình bùng phát ở các thành phố trên khắp Iran vào hôm thứ Tư, với những đoạn video cho thấy lực lượng an ninh bắn về phía người biểu tình. Làn sóng biểu tình đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với chính trị thần quyền tại Iran kể từ phong trào xanh năm 2009. Ông Raisi đã so sánh những người biểu tình với những con ruồi và xem nhẹ cuộc bạo loạn. Trong cuộc họp tại Astana, Kazakhstan hôm thứ Năm, ông Raisi cho biết rằng Iran vô hiệu hóa âm mưu quân sự của Hoa Kỳ như chính họ đã thừa nhận và đưa chính sách trừng phạt và áp lực tối đa đến thất bại thảm hại. Hiện nay theo sau những thất bại đó thì Washington và các đồng minh chuyển sang chính sách gây bất ổn. Ông Raisi không đề cập đến các cuộc biểu tình hiện diễn ra ở ít nhất 19 thành phố. Ủy ban bảo vệ ký giả CBJ cho hay việc thu thập thông tin về làn sóng biểu tình gặp khó khăn vì Internet gián đoạn và ít nhất 40 nhà báo bị bắt giữ. Chính quyền Iran đã khẳng định cô Mahsa Amini không bị ngược đãi. Nhưng gia đình cho biết là cơ thể cô bầm tím và có dấu hiệu bị đánh đập sau khi cô bị bắt giữ vì vi phạm đến quy định trang phục của đất nước. Máy giả lập bão ở Đan Mạch cho phép người dân đủ mọi lứa tuổi trải nghiệm gió mạnh. Máy giả lập bão vừa ra mắt ở Đan Mạch cho phép người dân đủ mọi lứa tuổi trải nghiệm sức mạnh của gió mạnh trong môi trường an toàn. Máy giả lập thứ nhất mang tên Beat the Storm được đặt tại Công viên Khoa học Vũ trụ ở Northport trong mùa hè năm nay, hoạt động với vận tốc gió lên đến 80 mile một giờ, cao hơn vận tốc gió bão cấp 2. Theo công ty, máy tạo gió này là máy giả lập bão đầu tiên dành cho mọi người, thích hợp cho trẻ em từ 5 tuổi đến những người 80 tuổi vì có thể điều chỉnh vận tốc gió. Máy giả lập còn có âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng đặc biệt để trận bão có thể trải nghiệm ở những khu vực khác nhau như thành phố, đồi núi, trong rừng hay sa mạc. Ngoài ra, trải nghiệm bao gồm những hoạt động giáo dục khác về khí động lực học, năng lượng gió và vật lý. Máy giả lập đặt người tham gia vào thế đối đầu với những cơn gió ngày càng mạnh hơn khi họ đi qua một đường hầm gió để nhấn nút ở phía bên kia. Họ có thể thi đua với nhau hay thử thách bản thân trong khi chơi đùa với khí động lực học, mà sự thành công tùy thuộc vào khả năng học hỏi cách sử dụng khí động lực học để tạo lợi thế. Nhà sáng lập Angus Antox của Beat the Storm cho hay máy giả lập đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về thiên nhiên và khoa học thông qua chơi đùa với gió. Các nhà khoa học tại Cơ quan Khí tượng và Hải dương Quốc gia Hoa Kỳ NOAA dự đoán khi nhiệt độ tăng thêm 2 độ C, vận tốc gió bão có thể tăng thêm 10%.
Cơ quan cũng dự đoán tỷ lệ bão cấp 4 hoặc cấp 5 sẽ tăng khoảng 10% trong thế kỷ này. Các nhà khoa học Brazil đã tiếp cận được cây cao nhất tại Amazon. Các nhà khoa học tìm thấy một cái cây cao nhất trong rừng mưa Amazon tương đương với tòa nhà 25 tầng sau 3 năm, lập kế hoạch 5 chuyến thám hiểm và đi bộ 2 tuần trong rừng. Cây đại thụ khổng lồ nhô cao phía trên tán cây rừng ở khu bảo tồn tự nhiên sông Irataburu ở miền Bắc Brazil là một cây Angelim vermelho, tên khoa học là Danisia excelsa, cao 88.5m và có chu vi 9.9m. Đây là cây lớn nhất từng được nhận dạng trong rừng Amazon và nhóm nghiên cứu lần đầu tiên đã nhìn thấy thân cây khổng lồ trong ảnh vệ tinh năm 2019 trong một dự án lập bản đồ 3 chiều. Một nhóm học giả, chuyên gia môi trường và hướng dẫn viên địa phương đã tiến hành chuyến thám hiểm để tìm đến chỗ của nó ở cuối năm đó. Nhưng sau chuyến đi kéo dài 10 ngày, qua địa hình hiểm trở, kiệt sức, nhu yếu phẩm sắp cạn kiệt và một thành viên trong nhóm bị bệnh thì họ đành phải quay trở về. Trong 3 chuyến thám hiểm sau đó tới vùng Jari Valley, hẻo lánh trong khu bảo tồn, ở ranh giới giữa tiểu bang Amapá và Pará, thì các nhà nghiên cứu phát hiện vài cây đại thụ khác, bao gồm cây điều Brazil cao nhất tại Amazon với chiều cao 66m, nhưng họ vẫn chưa thể tìm thấy cây Angelim vermelho khổng lồ cho tới chuyến thám hiểm hôm 12 đến 25 tháng 9, khi mà cả nhóm đã vượt qua hành trình 250 km bằng thuyền qua những khúc sông chảy xiết và 20 km đường bộ qua địa hình rừng núi. Có một thành viên trong một đoàn thám hiểm, 19 người thậm chí còn bị nhện độc cắn. Sau khi cắm trại bên dưới cái cây thì đoàn thám hiểm đã thu thập mẫu vật lá và đất để phân tích nhằm giải đáp những câu hỏi như độ tuổi của cây, tại sao khu vực có nhiều cây to như vậy và lượng carbon mà chúng lưu trữ. Ước tính thì cây này ít nhất là từ 400 đến 600 năm tuổi và những cây khổng lồ trong vùng thì thường nặng đến 400.000 tấn. Khoảng một nửa trong số đó là carbon hấp thụ từ không khí, điều thiết yếu mà giúp đối phó biến đổi khí hậu. Nhưng dù là ở vị trí hẻo lánh thì chúng vẫn đang bị đe dọa và trong 3 năm qua, tỷ lệ chặt phá rừng trung bình tại rừng Amazon của Brazil đã tăng 75% so với thập niên trước. Và đó là kết thúc phần tin quốc tế và một lần nữa sau vài phút thương mại sẽ là phần tin Việt Nam.